Công an huyện Vĩnh Cửu Đồng Nai cho biết đang tiếp tục tạm giữ hình sự 5 người gồm Phạm Văn Thịnh 26 tuổi, Nguyễn Minh Phúc 31 tuổi, Trần Thị Dành 32 tuổi, Lê Văn Tính 33 tuổi và Vạn Thị Kim Diệu 29 tuổi. Cả năm đều ngụ tỉnh Đồng Nai để điều tra về hành vi đánh bạc. Ngoài ra, Phạm Văn Thịnh còn bị điều tra về hành vi tàn trữ trái phép vũ khí và ma túy. Qua công tác quản lý địa bàn, lực lượng trinh sát hình sự công an huyện Vĩnh Cửu bắt quả tang 5 người trên đang đánh bạc ăn tiền dưới hình thức bầu cua tại một quán cà phê trên địa bàn xã Thành Phú. Tăng vật thu giữ một bộ lắc bầu cua và gần 11 triệu đồng. Qua điều tra mở rộng khám xét khẩn cấp nhà của Phạm Văn Thịnh, cơ quan công an phát hiện thu giữ một khẩu súng cùng chiến viên đạn và bảy gói ni lông màu trắng nghi ma túy đá. Qua đấu tranh, Thịnh khai nhận số ma túy trên y mua của một người chưa rõ lai lịch ở thành phố Biên Hòa với giá 5,1 triệu đồng về để sử dụng dần, còn khẩu súng mua với giá 2,3 triệu đồng trên mạng về cất giấu để phòng thân.